thôi nhá. Ok. Bây giờ em có 4 ô vuông. Bây giờ có 2 đồng tiền nằm trong 4 ô vuông này đúng không? Đúng rồi. Đấy, làm cách nào mà anh di chuyển làm sao để cho 4 ô vuông này biến thành 3 ô vuông thôi. Nhưng mà đồng tiền vẫn phải nằm trong ô vuông nhá. Anh di chuyển được thì anh được cái gì? Anh di chuyển được em cho anh 2 đồng này luôn. 2 đồng này luôn? Cho luôn. Làm luôn. Nhưng mà đồng tiền nó phải nằm trong ô vuông nha. Okay. Nếu không được là không có tiền đâu. Đấy. Như nào? Chị đừng có hả? 1, 2, 3. Linh xin. Ê, như vậy thì dễ quá rồi. Hồi nãy em quên chưa nói là mình không được di chuyển 4 ô vuông. Không được di chuyển 4 cái ống hút này. Anh chỉ được di chuyển cho em là 3 ống hút thôi. Làm sao nãy không nói trước đi, bắt để anh làm xong rồi. Giờ đấy, di chuyển 3 cái ống hút thôi đúng không? Đúng rồi, di chuyển 3 ống hút thôi. 4 ống hút thì dễ quá, em làm được. Sukem cũng làm được. Đâu như nào? 2 3, anh sẽ di chuyển 3 ống hút này. Ừ. Đặt vào vị trí 1 này. Không được đâu, này. Làm gì. 3 này. 1, 2, 3 ô vuông. 1, 2 tờ tiền. Mình xin. Trời ơi.